Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em nha. Hiện tại em đang ở thành phố Madrid với mọi người. Hôm nay em đi thành phố này chơi á. Sẵn tiện một lát em quay xung quanh cảnh thành phố này cho mọi người cùng xem nha. Đây phía sau lưng em á là có rất nhiều chiếc tàu đẹp nè mọi người. Em đang đứng ở phía dưới á. Phía bên kia có cây cầu á, một lát em sẽ qua phía bên kia em quay xung quanh cho mọi người xem nha. Đây. Phía sau lưng em á có rất là nhiều chiếc tàu đẹp luôn mọi người. Một lát em đi xung quanh em quay cho mọi người xem nha. Mọi người. Xung quanh đây cũng có rất là nhiều tiệm quần áo luôn. Tiệm này cũng đang sale nè mọi người. Đây xung quanh đây có rất là nhiều tiệm quần áo. Đây là thành phố Madrid đó mọi người. Thành phố này cũng tương đối lớn nha. Đây thành phố này mọi người. Ở đây hiện giờ là buổi sáng đó mọi người, cũng ít người. Phía bên đó có nhiều cái tòa nhà. Đây cũng có nhiều quán cà phê. Ở đó có tiệm quần áo hiệu Hai Em kìa mọi người, người ta cũng đang sale luôn. Một lát em cũng vô trong đó em coi quần áo. Xung quanh đây cũng có nhiều tiệm quần áo mọi người. Bây giờ em sẽ đi bộ qua bên đó đó mọi người. Phía bên kia có cây cầu, cảnh cũng đẹp lắm mọi người. Một lát em qua cây cầu em quay cái xung quanh cái cảnh cho mọi người xem nha. Đây nè mọi người, cảnh xung quanh ở đây nè mọi người. Đây, thành phố này cũng đẹp lắm mọi người, cũng lớn lắm. Cảnh rất là đẹp luôn á mọi người. Hơn là hôm nay em đi đến đây á, trời nắng mọi người. Cũng ấm lắm, không có lạnh. Wow, ở đây quá trời nhiều bồ câu nè mọi người. Rất là nhiều bồ câu đậu ở đây. Chiếc xe màu xanh đó là xe bus đó mọi người. Đây, bồ câu đậu ở đây nhiều quá trời luôn nè mọi người. Rất là nhiều bồ câu đậu ở đây luôn. Ở trên đây có cái quán nè mọi người. Có quán cà phê. Đây rất là nhiều chim bồ câu. Ở đây cũng có nhiều xe đạp đậu đây nè mọi người. Đây nhiều xe đạp, xe gắn máy nữa. Đây. Qua cái cầu đó mọi người quẹo phải á, có một cái tiệm điểm sắm bán đồ ăn rất là ngon luôn, nhiều món ngon lắm. Lát em cũng có vô đó em ăn đó mọi người. Phía dưới đó có nhiều chiếc tàu người ta đậu ở dưới á mọi người. Em quay xuống dưới cho mọi người xem nha. Có rất nhiều chiếc tàu đậu ở phía dưới. Đây mọi người. Có nhiều chiếc tàu đậu rất là đẹp. Bên đó cũng có cây cầu đi qua mọi người. Bên kia cũng có cây cầu nữa. Có nhiều chiếc tàu đậu phía dưới rất là đẹp luôn mọi người. Đây. Phía dưới có những có một chiếc tàu người ta đang chạy nha. Xung quanh rất là nhiều tàu mọi người. Tới đằng đó luôn có nhiều chiếc tàu rất là xung đẹp. Quanh đây là nhiều xung quanh đây nè mọi người, cảnh rất là đẹp luôn á mọi người. Đây đây cảnh rất là đẹp. Ở đây có một cái quán cà phê nè mọi người. Em xuống dưới em quay cho mọi người xem nha. Có rất là nhiều chiếc tàu đẹp. Đây. Nhiều chiếc tàu tới bên kia luôn đó mọi người. Chiếc tàu rất là đẹp luôn. Đây. Cảnh xung quanh ở đây nè mọi người. Ở trên đó có cây cầu. Lát em đi qua cây cầu đó đó mọi người. Một lát nữa em đi cái con đường này quay cho mọi người xem nha. Đây. Ở phía trước đó là có The Ben Cove đó mọi người. Phía trong nó bán rất là nhiều đồ luôn mọi người. Quần áo, túi sách, đủ thứ hết. Giờ em bắt đầu đi lên cây cầu nè mọi người. Đây phía trên cây cầu. Phía trước có con sông rất là lớn luôn. Xung quanh có rất là nhiều nhà. Phía dưới có một chiếc tàu đang chạy. Bây giờ em đang đi bộ. Trên người ta trang trí mấy cái dây đèn rất là đẹp.
ở phía trong đó là trạm xe lửa đó mọi người. Bây giờ em sẽ đi vô cái quán ăn, đi thêm chút xíu nữa tới quán ăn nè mọi người. Tới rồi mọi người, bây giờ em sẽ đi vô trong nha. Đây quán này đây mọi người, người ta mở cửa rồi, bây giờ em sẽ đi vô trong. Đây mọi người, người ta đưa mình cái menu nè mọi người, rất là nhiều đồ ăn luôn, vịt quay, heo quay, xá xíu, đây, há cảo hấp, mì xào, tại mọi người, tiếng Việt, tiếng Tàu, đây, hello, nhiều món lắm. Có hình nữa nè mọi người. Đây, có hình cho mình coi nữa. Há cảo, bánh ướt, bánh bao, rất là nhiều món. Bây giờ em sẽ kêu đồ ăn nha mọi người. Đây, rất là nhiều món luôn. Chân gà đen. Ta mới đem ra một món trước nè mọi người. Đây là súp Hoành Thánh. Ở đây nấu súp Hoành Thánh ngon lắm luôn mọi người. Đây, viên Hoành Thánh người ta làm rất là ngon luôn. Ở trong tôm không á mọi người. Đây, rất là ngon luôn mọi người. Người ta mới đem ra một món trước. Bây giờ em sẽ ăn súp Hoành Thánh trước nha mọi người. Ăn cái nào mọi người. Cái này là chân gà đen á mọi người. Kêu là người ta kêu là phùng chảo gì đó mọi người, ngon lắm. Còn cái đó là bánh ướt tôm á, phía trong có nhân tôm. Còn bên kia là kiến trúc kiển, là giống như ở trong giống như chả vậy đó mọi người. Phía ngoài có một lớp tàu hủ kia. Rất là ngon luôn đây mọi người. Ta đem nãy giờ 4 món rồi mọi người, nhưng mà em đang ăn một món, đây còn 3 món. Rất là ngon luôn. Đây, chân gà đen nè mọi người. Chân gà đen ở đây làm cũng ngon lắm. Đây là món chả cua nè mọi người. Đây, phía trong là thịt cua đó mọi người. Phía ngoài có một lớp bún tàu. Mình chấm với cái sốt này nè mọi người. Cái sốt này chắc em nghĩ là nước me hay gì. Đây, chả cua rất là ngon. Em mời mọi người cùng ăn nha. Em sẽ ăn súp trước đó mọi người. Súp Hoành Thánh ngon lắm đó mọi người. Hoành Thánh ở đây rất là ngon đó mọi người. Một lát em ăn xong rồi em đi xung quanh, em quay xung quanh cho mọi người xem nữa nha. Từ nhà em mà chạy ra thành phố này á mọi người có 40 phút mà cũng không có xa lắm. Ở đây cũng đông người là ăn lắm mọi người. Mọi người xem video của em, mọi người đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi để ủng hộ kênh của em nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều nha. Cái này là kiến trúc kiển nè mọi người, không biết tiếng Việt kêu là gì nữa, mà ở ngoài là một lớp tàu hủ kia với mọi người, phía trong là giống như chả vậy đó, ăn rất là ngon luôn mọi người. Quán này nấu đồ ăn rất là ngon. Ở Maastricht này á mọi người có nhiều bán đồ ăn giống như vậy lắm, mà em cũng đã ăn qua mấy quán kia á, em thấy quán này là bán ăn ngon nhất đó mọi người. Bởi vì em đến đây á là em vô quán này ăn không mà mọi người. Có lần em ăn mấy quán kia thử á, mà em thấy đồ ăn của nó không có ngon bằng quán này. Em thấy quán này ăn ngon. Người ta nêm đồ ăn vừa ăn lắm mọi người. Còn nhiều lắm, lát em ăn sao. Đây là chân gà đen nè mọi người. Chân gà đen đây làm cũng rất là ngon. Nó mềm lắm. Nó có, chân gà này có xương á, mà nó không có cứng mọi người. Nó rất là mềm, xương nó rất là mềm luôn.
chân gà này làm rất là ngon mọi người. Cái da mềm thiệt là mềm luôn, không có cứng, mà xương cũng mềm, ăn dễ lấy xương ra. Bây giờ em sẽ ăn thử cái chả cua này có ngon nha mọi người. Ngoài là một lớp bún tàu, người ta chiên nó phồng phồng đó, nó giòn. Phía trong là thịt cua mọi người. Chấm thêm chút xíu nước sốt nữa. Bây giờ em tắt video nha mọi người. Em ăn xong em sẽ đi xung quanh, quay xung quanh cho mọi người xem tiếp nha. Phía trước đẹp quá mọi người. Phía trước có rất là nhiều con chim bồ câu á. Rất là đẹp luôn. Đây mọi người, rất là nhiều chim bồ câu. Cảnh xung quanh ở đây á mọi người rất là đẹp luôn. Người ta đang cho mấy con chim bồ câu ăn đó mọi người, bởi vì con chim bồ câu nó bay là quá trời luôn. Rất là đẹp luôn. Đây. Phía dưới có rất nhiều chim bồ câu. Có chiếc tàu đang chạy lại đó mọi người, cảnh rất là đẹp. Ở phía trước là có đường bên cốt đó mọi người. Ở phía trong nó bán rất là nhiều túi xách đẹp, quần áo, giày đủ thứ hết mọi người, nước hoa. Giờ em đi lại đó quay xung quanh cho mọi người xem nha. Đây, đây là tiệm Hugo Boss nè mọi người. Đây. Rất là nhiều tiệm quần áo xung quanh. Ở đây có tiệm bán đồng hồ nè mọi người. Đây. Em sẽ vô trong The Ben Cove nha mọi người. Em vô trong đó em quay cho mọi người xem nha. Xung quanh bán rất là nhiều nước hoa. Nước hoa cho mình thử đó mọi người. Đây, Chanel đây mọi người. Rất là nhiều Chanel. Nước hoa, mỹ phẩm đủ thứ. Nhiều hiệu lắm mọi người. Đây Chanel. Rất là nhiều nước hoa. Phía trước là mắt kính nè mọi người. Rất là nhiều mắt kính đẹp. Túi xách. Đây mọi người, túi xách. Phía trong là túi Michael Kors đó mọi người. Đây, rất nhiều túi Michael Kors. Rất là nhiều đồng hồ đẹp luôn mọi người. Bây
giờ thì em xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của em nha. Mọi người ơi, mọi người xem video của em, mọi người đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi để ủng hộ kênh của em nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video kế tiếp nha.